Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay Mộc Nam Huy chuẩn bị xuất xưởng bộ ghế cột 12 với chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100% giao đến cho anh Lộc ở thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Vâng, và đây là một trong những bộ ghế được khách hàng rất là ưa chuộng tại Mộc Nam Huy, nói riêng và nói chung trên toàn thị trường. Đây là mẫu ghế Minh Quốc Đào và là Minh Quốc Đào chim với các tiêu chuẩn cao nhất của xưởng gỗ Mộc Nam Huy tính đến thời điểm hiện tại. Đây là bộ ghế được làm với tiêu chuẩn tó đào chim, đục tay, đục thủ công. Đây là một chi tiết mà không có nhiều cơ sở còn làm với các tiêu chuẩn này, quý chị khách hàng nhé. Phần tó đào chim đục tay và các phần vách tượng được làm với độ dày là 4 phân. Thông thường khi quảng cáo các sản phẩm đồ gỗ thì Mộc Nam Huy thường hay nhấn mạnh đến các chi tiết này. Mong là quý khách hàng cùng chú ý một chút để theo dõi kỹ hơn và hiểu rõ hơn về sản phẩm. Tiếp đến là phần mặt ván. Đây là bộ ghế được làm với mặt ván tràn liền, dày hoàn toàn là 3 phân trên tất cả các món. Và tay nghe cũng được làm là tay nghe liền, nguyên khối, tay nghe sắt cột. Mặt ván rất là dày, quý anh chị nhé, liền hoàn toàn và không chắp ghép. Thêm nữa, đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy độc chạm các phần chân, đầu lân chân móng rất là sắc nét. Và trên tiêu chuẩn của bàn và đôn là đều có hộp kéo. Nguyên bộ 6 món bao gồm 2 chiếc ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn cao, 1 đôn thấp và một chiếc ghế băng dài, và cùng thêm tiêu chuẩn của chân đôn, chân bàn, chân ghế. Nó có một dàn là chân 12, tất cả là một dàn chân đồng đều to bằng nhau hết quý chị nhé. Và đây là một bộ ghế trong năm nay, năm 22 này thì Mộc Nam Huy có cho anh em đục chạm thêm cả các phần vách sau của cái chiếc ghế đơn này, tạo lên một cái ghế đơn nó có cái độ nó đẹp hơn, vì các mặt sau của ghế đơn này nó sẽ tương tự là quay ra ngoài. Cho nên đây là một trong những chi tiết mà Mộc Nam Huy có nâng cấp cho năm nay để tăng thêm cái vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cho cái sản phẩm này. Và với các phần hộp kéo năm nay thì Mộc Nam Huy cũng cho anh em đục chạm các phần họa tiết hoa lá tây và móc danh âm để các cái phần hộp kéo nó thêm các cái họa tiết và thêm cái độ tiện lợi cho sản phẩm này quý anh chị nhé. Và với chất liệu là gỗ hương đá 100% tiêu chuẩn cao nhất, đây là sản phẩm có giá 52 triệu Mộc Nam Huy đã chốt cho anh Lộc ở thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Với các chi tiết sơ qua, Mộc Nam Huy quay cho các anh chị đó là tó đào chim đục tay, tay nghe liền và vách tựa dày là 4 phân, còn mặt ván dày 3 phân, tay nghe liền, nguyên khối và chân đôn 12. Đây sẽ là một trong những bộ ghế mà khách hàng rất là thích tại Mộc Nam Huy từ các năm trước, năm 2021 cho tới năm nay là năm 22, với một số các thay đổi trên bộ ghế này. Rất mong là quý khách hàng sẽ nhiệt tình đón nhận và ủng hộ các sản phẩm này của Mộc Nam Huy. Cảm ơn anh Lộc, anh đã tới xưởng Mộc Nam Huy mua sản phẩm trong trạng thái là nguyên mộc, nguyên thô 100%. Và cho tới clip này Mộc Nam Huy quay, đây là sản phẩm đã được sơn hoàn thiện. Và ngay lúc này đây thì Mộc Nam Huy sẽ cho anh em chuyển các cái sản phẩm lên xe để giao đến cho anh và gia đình của mình. Và khi khách hàng, quý anh chị có nhu cầu cho các sản phẩm này, nếu được thì quý anh chị cứ tới Mộc Nam Huy anh chị mua hàng mộc nhé. Sẵn thì Mộc Nam Huy vẫn phục vụ quý anh chị các sản phẩm trong trạng thái là nguyên mộc, nguyên thô, dành cho khách hàng muốn kiểm tra hàng và ký nhận trước khi sơn để đảm bảo hơn cho chính quý anh chị khách hàng khi chúng ta đi mua. Đó là các cái sản phẩm nó phải là đạt đúng chuẩn gỗ và chuẩn chất lượng quý anh chị nhé. Và đó là bộ ghế của anh Lộc ở thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai mà clip này Mộc Nam Huy giới thiệu đến tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các video kế tiếp.